Xin cảm ơn và kính chào quý vị khán giả đang đến với trang truyền hình địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong số hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với trang truyền hình huyện Phong Điền. Trước hết là phân điểm những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Xã Điền Môn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Có được kết quả này chính là những nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây khi biết khơi dậy sự đồng thuận, chung sức trong quá trình xây dựng Hàng nghìn hộ nghèo cần nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Phong Điền đã được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi từ phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện để phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Phong Điền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bước đầu đã mang lại kết quả thiết thực. Cùng với một số địa phương trên địa bàn, cuối năm 2021, xã Điền Môn đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Và được kết quả này chính là những nỗ lực quyết tâm phấn đấu của đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây khi việc khơi dậy sự đồng thuận chung sức trong quá trình xây dựng. Xác định chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của đảng và nhà nước, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đảng ủy xã Điền Môn đã ra nghị quyết chuyên đề về việc lãnh đạo chỉ đạo trong quá trình xây dựng nông thôn mới để triển khai thực hiện cho phù hợp với tình hình của địa phương bên cạnh đó ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới từ đó tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhân dân với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm trên cơ sở công khai minh bạch ủy ban dân xã đã đưa những nội dung cụ thể quan trọng để bàn bạc thảo luận lấy ý kiến thông qua các buổi họp dân từ đó nhân dân đã hiện hàng ngàn mét vuông đất và hàng ngàn ngày công Bên cạnh đó, người dân cũng như những người con làm ăn sinh sống xa phương đã chung sức đóng góp gần 18 tỷ đồng để xây dựng cả công trình giao thông, văn hóa và cả công trình phúc lợi xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống kinh tế trong nhân dân. Sau khi thực hiện chủ trương của đảng và nhà nước, nhân dân chúng tôi đã đồng thuận rất cao về vấn đề xây dựng nông thôn mới. Trước hết là xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn đó là đường bê tông hóa giao thông nông thôn 100%, trăm phần trăm mà và đường điền chiếu sáng cho các xóm 100%, phần trăm và đường điền liên thôn đồng thời nhân dân chúng tôi cũng là đã hiện một số diện tích đất để làm đường giao thông phục vụ cho dân sinh. Thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, cấp ủy đảng, chính quyền xã Điền Môn luôn xác định phải đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp bởi chính đây là thị mạnh của địa phương góp phần nâng cao đời sống thu nhập cho người dân để đưa nền nông nghiệp sản xuất theo hướng tập trung ủy ban nhân dân xã đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế trang trại vùng bào để thuận lợi phát triển loại hình trang trại nông lâm kết hợp với nuôi trồng thủy sản tổ chức lại sản xuất đổi mới hoạt động của các hợp tác xã để phát triển kinh tế ở nông thôn vận động người dân tích cực tham gia thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với tiềm năng lợi thế trong đó đã chuyển đổi diện tích chín ba mươi bảy hectare trồng lúa có năng suất thấp sang trồng sen kết hợp nuôi cá mô hình nhân rồng sản xuất lúa theo hướng việt gáp với diện tích một trăm hai mươi hectare liên kết với công ty hưng cúc bao tiêu sản phẩm lúa rvt với diện tích chín hectare triển khai thực hiện dự án hoàn thiện và nâng cấp tiêu chuẩn hóa sản phẩm nệm điền môn theo tiêu chí ô cốp để đăng ký tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp cấp tỉnh góp phần đem lại thu nhập cao cho bà con nông dân dự án hoàn thiện và tôi là mảnh dạng đưa vào một số diện tích là tất cả các loại màu. Thứ nhất đó là cái đất ở khu vực đồng già trước đây cũng nhờ manh muốn sau dòng điện đổi thứ đã đưa vào hiện nay thì bà con phát triển rất là mạnh đó là phát triển cái lạc rồi là cái sáng đặc biệt là cây dưa hậu hết sức là là, là 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 giá trị cao cho bà con một số cái diện tích màu ở khu vực ở trong sau khi là được đảng hủy, ủy ủy ban và nhân dân đã là mở cái trang trại đường trang trại thì hiện nay là một số bà con đã mạnh dạng đầu tư là vào trang trại mở toàn bộ cái diện tích này để là sang trồng màu. Với sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền cùng với sự đồng thuận chung sức của bà con nhân dân, sau 10 năm xây dựng nông thôn mới với nguồn lực đầu tư gần 100 tỷ đồng từ trung ương, tỉnh, huyện, xã và nhân dân đóng góp, diện mạo xã Điền Môn đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Kết cấu hạ tầng của xã được đầu tư khả đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, phục vụ phát triển sản xuất đời sống nhân dân. Đến nay, 100% đường trục xã, đường trục thôn, xóm được bê tông, 80% đường trục chỉnh nội đồng đã được cứng hóa, đảm bảo xe cơ giới đi lại thuận tiện, phục vụ nhu cầu sản xuất của nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,34%. Với những nỗ lực phần đầu trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Điền Môn đã được cấp nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới hơn 10 năm qua được sự vào cuộc của hệ thống chính trị, đồng thời sự giúp đỡ của bà con dân trong quá trình đóng góp xây dựng nông thôn mới đến đến nay thì Điền Môn đã được đổi mới và phát triển kinh tế khả bền vững trong đó thì tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng huy động cái nguồn vốn của trung ương nguồn vốn của tỉnh nguồn vốn của huyện và nguồn vốn của bà con dân đóng góp trong hơn 10 năm qua đạt là gần 100 tỷ đồng trong đó huy động xã hội hóa gần 20 tỷ đồng để tập trung đầu tư cho khu thương mại của xã Đi Môn và các cái công trình phúc lợi Đến nay thì chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn ngõ xóm đạt tỷ lệ 100%, bê tông hóa giao thông nội đồng đạt 80% để phục vụ cho quá trình sản xuất. Các trường đều đạt chuẩn quốc gia. Những ngôi nhà mới khang trang được xây dựng, đường làng ngõ xóm ngày càng được bê tông hóa sạch đẹp, nhưng mà nông thôn mới có nhiều đổi thay, đã minh chứng cho sự quyết tâm, nỗ lực, sự đồng thuận chung sức của đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây. Thời gian tới, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Điền Môn sẽ tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí chỉ tiêu đã đạt được để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. trong những năm qua hàng nghìn hộ nghèo cần nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện phong điền đã được tiếp cận với nguồn vốn ưu đại từ phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện để phát triển sản xuất nâng cao thu nhập xóa đói giảm nghèo và từng bước vươn lên trong cuộc sống có phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện ghi nhận của phóng viên trang truyền hình địa phương phong điền là hộ nghèo năm 2015, anh Nguyễn Nghị ở thôn Cổ Xuân, Quảng Lộc, xã Phong Xuân được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phong Điền. Sau khi được giải ngân 50 triệu đồng, gia đình anh Nghị đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi gà thương phẩm với tổng đàn gần 500 con, trồng 50 gốc bưởi da xanh và kết hợp với đào ao thả cá. Mặc dù bản thân anh bị tật nguyên bẩm sinh, nhưng với quyết tâm, nỗ lực chắc dư, chịu khó, để năm 2018, gia đình anh Nghị đã trả hết nợ. Nhưng thấy được hiệu quả từ mô hình, năm 2020, gia đình anh tiếp tục vay 50 triệu đồng vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để chăn nuôi bò sinh sản và mở rộng quy mô sản xuất. Nhờ có nguồn vốn vay, gia đình anh Nghị đã có nguồn thu nhập ổn định, từ một hộ nghèo đến nay đã thoát nghèo, cuộc sống dân được ổn định, kinh tế gia đình được khởi sắc. Gia đình tôi vay trong nguồn vốn đã 50 triệu. Đó, trong gia đình tôi đã à, chăn nuôi gà, xây trại để chăn nuôi gà. Tiếp theo đó là để là trong bữa gia sinh, đó cá. Và tiếp tục tôi có nguồn nguồn vốn đó, tôi mua thêm bò, đam bò để chăn gia sản xuất. Đến nay gia đình tôi cũng tương đối ổn định. Xác định xóa đói giảm nghèo là mục tiêu quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương cùng với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền địa phương thời gian qua phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện phong điền đã thực hiện nhiều giải pháp củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách đối với hộ nghèo hộ cần nghèo hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn để nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thu hưởng hỗ trợ tối đa cho người nghèo vay vốn phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện phong điền đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đưa nguồn vốn vay đến với người dân Năm 2020 và năm 2021, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phong Điền đã triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách ưu đại trên địa bàn. Trong đó đã triển khai 16 chương trình vay vốn với tổng dư nợ gần 417 tỷ đồng với gần 11.000 hộ, giúp cho hơn 4.000 hộ nghèo, hộ cần nghèo và các đối tượng chính sách có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đại để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Thông qua nguồn vốn ưu đại này, người dân có điều kiện phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững trước đây gia đình em là hộ cận nghèo mà cũng nhờ nguồn vốn của hàng chính sách cho em vay được năm chục triệu thì em cũng đầu tư qua bên cái cây cốt su về chăn uh, nuôi ống thì uh, nguồn qua qua quá trình đầu tư qua đó thì em cảm thấy thu hoạch cũng được uh, thu nhập một năm cũng được cỡ trăm hai đến trăm rưỡi triệu từ đó là gia đình đang còn thoát nghèo. Thì căn cứ quyết định 1990 ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lãi suất các chương trình vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội. Đây thực sự là cái tin vui đối với hộ nghèo. Nhưng cái đối tượng đã chịu ảnh hưởng nặng nề trong kỳ dịch bệnh Covid-19. Tổ tiên giảm lại, chúng tôi đã thực hiện trong 3 tháng từ tháng 10 cho đến tháng 12 đối với những cái khách hàng còn dư nợ là gần 850 triệu đồng. Phải nói rằng um, nguồn vốn tín dụng ưu đại tài ngân hàng chính sách xã hội đã thực sự trở thành điểm tựa của người nghèo, giúp cho bà con phát triển kinh tế, nâng cao cái thu nhập và ổn định cuộc sống. Và qua đó cũng đã góp phần giảm cái tỷ lệ hộ nghèo, hộ nghèo trên địa bàn của huyện. Nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng chính sách xã hội huyện Phong Điền không chỉ góp phần giảm nghèo mà còn góp phần chung tay cùng huyện đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang truyền hình địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tư Huế, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị khán giả. Mọi thông tin xin gửi về trang truyền hình địa phương, phòng thời sự chương đề Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tư Huế, địa chỉ 58 Hùng Vương, thành phố Huế. Quý vị có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website trt.com.vn hoặc trên fanpage của Đài Phát Thanh và Trường Tư Tinh Huế. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.